Liên quan đến ca bệnh 1347, Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định cho hơn 2.000 học sinh hai trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ nghỉ học ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12 để thực hiện công tác phòng chống COVID-19. Trước đó, bệnh nhân 1347 đến thăm một nữ giáo viên trường tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo ở chung nhà với ba nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ. Trường đang chờ kết quả xét nghiệm của 4 giáo viên để có phương án cho học sinh đi học hoặc nghỉ học. Trung tâm Anh ngữ khi English ra thông báo dừng các lớp học tại các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 12 để đảm bảo an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sáng nay mùng 1 tháng 12 yêu cầu tất cả trường học ra soát cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, gia đình các em về các trường hợp có liên quan đến COVID-19 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống COVID-19 theo quy định như khử khuẩn vệ sinh trường lớp, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng, bố trí nơi rửa tay với đủ nước sạch, xà phòng, nhắc học sinh đeo khẩu trang.